nay tôi đã phá đảo của game đó rồi. Tôi chỉ upload lên cho mọi người xem thôi nha. Còn bữa nay tôi chơi game này. À sắp sửa có con game gì hóa đấy. Nhưng mà nhạc nhạc nghe hơi bị cháy nha. Anh em nào ngớ muốn được cái loại đó thì cứ theo dõi. Sao hết hết phục rồi. Đùa. Nay tôi cho đồng phím nhau cho ta cầm nữa. Mệt quá. Game này nó càng ngày nó càng nhiều nhân vật. The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. Things I want but don't yet have. Get off the ground and in my bag. Rồi xong. Thiếu cỏ rồi. Ôi, để cho sắp có một ông rồi đó. Nói thiệt là dạo gần đây tôi chăm edit video lắm, tại vì là cũng biết á, cái thiện yếu của người Việt Nam hơi kén game. Game nào mà càng kén thì tôi hứng thì tôi sẽ chơi. Nhưng mà có hôm bữa tôi có đọc comment bình luận của vài anh em nói là chị ơi chị chơi đời đó bữa đi. Mà thật sự tôi không ngốn nổi con đó, nói thiệt luôn á. Ai chơi thì chơi chứ gameplay thì bánh cuốn đấy, nhưng mà cái kiểu cốt truyện thì thiếu. Hay thì có hay nhưng mà cái game đó không biết diễn tả thế nào chứ thấy không hợp với tôi. Là mọi người thông cảm nha, tôi tính tải về chơi đó mà tôi lười quá. Còn anh em nào muốn chơi, tôi chơi thì cứ đời này nè. Cứ đời này mà yêu cầu đi thì tôi chơi được. Chứ bây giờ thật sự tôi lười chơi một game đó lắm luôn thề. Không phải mình chơi mà không có hứng để chơi luôn ơi. Anh em đặt vị trí trường hợp streamer mà không muốn chơi game mà cứ kiểu bị comment với mọi người kêu là chơi game đó đi. Mà thật sự cái kiểu như là có bị chửi quá nhiều á, ghét luôn, không muốn chơi á. Con game nó bị chửi á, đánh cả diễn viên đồng tiếng, mà cái người đồng tiếng phần 2 của Abby á còn bị chửi nè tôi. Ôi giờ sao là tôi không muốn chơi game đó. Ây ơi chừng bò đẹp. Nào xử mấy con chuột này không kìa. Con bò thôi. Không, cái này là tôi chia sẻ thật á. Tôi làm streamer, tôi làm cái nghề này cũng lâu rồi, chứ không phải mới đây. Là cái thì hiểu người chơi game.
đâu. Cái đéo nào ông bán tới lận tới 500 nghìn rưỡi lận bà nội ông. Giặt đồ đã. Lâu lâu nó có chuối hay là ấy cái này nè cần nè. Để chết thúc rồi. Mà kiều 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 mày 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 Violet, this design is fabulous. You really think so, Sophia? Absolutely. In fact, I want to commission one of these dresses in my size. What do you think, Tara? This dress is gorgeous. Hey, can I order one in my size as well? Oh my gosh, I'm overwhelmed. I'll get right to work, ladies. Can I tell you a secret? The design was inspired by a vintage dress that belonged to my mom. Oh yes, I think I remember the one you're talking about. Gloria always looks so classic in it. I can't wear the real one. That's like admitting my mom's never coming back. But this design is my way of paying tribute. I think that's a lovely idea, Violet. I just need to get around to fixing my old sewing machine so I can actually make these. Okay. Get it too. Now, you. Đùa, bán chị còn béo đủ nữa. Chờ, chị ngửi. Quà đó chứ. Thì con ngủ này không có bán chứ không là đồ nó ăn đồ phẩm mà nhiều lắm á, trứng nữa. Bán bớt để có tiền mua. Sao? Here's your animal. Now, what would you like to call her? Tên nữa tự ấy luôn. Brittany. Brittany. Well, that's not what I would have called her, but suit yourself. Ở bên Doraemon á thì mình phải tự đặt tên, còn bên đây là nó tự cho tên luôn. Nè. Nhỏ quá. Nèo. Rồi, vô đi. Bà mẹ cứ chết cây cứu tiền nữa rồi. Bắt đầu nữa rồi. Tiền
ơi. Ê. I've never understood people who say, nice weather, isn't it? All weather is nhỏ nice. Nhỏ trẻ chuyên gia nghiên cứu á. Nó nghiên cứu thời tiết chứ. Nay chủ nhật hè nghỉ nguyên đám ấy, đi cũng nghỉ hết. Cày. Em bố mày đi nào hang, thì đâu có căng. Fancy door. There's a note on it. Khi nó ra ngẫu nhiên cho nên là chịu. Cho nên là không chế được cày.
Am I ready for bed? Biết có cái máy chế ô liu không chứ tôi chịu rồi đó anh em ạ. Tại vì mình có ô liu mà không chế được ô liu nó hơi cay á. Dầu ông chắc về sau còn nhiều cho nên là tôi chơi bốn cái luôn. Của hắn là nuôi thêm một con bò nữa, nuôi là phải nuôi hai con, một con nó chịu nổi nè. Tại vì là mình cần sữa khá là nhiều, sữa làm bơ, rồi sữa làm phô mai, sữa làm gì nữa, nhiều lắm. Thank you.
bán đồ bà này cũng có được. Không yên nghỉ rồi. Đùa, bữa nay thứ hai đó. Con Parker nó có mở ra cái gì nữa không? Còn nó ngồi đi không bà. I miss you, Grandma. One.
Oh, I know just how I'll use this. It's perfect. Okay. Nó còn ngáy không chứ? Rồi đi cháu nghỉ rồi. À đây 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 đây. Đừng nhắc anh luôn anh ơi, cho hàng. Hey, thanks for helping me out. And now I'll help you out. À. Có tiền với nó đã còn đi mua bò nữa chứ. Nếu mà mình đi qua bên mấy ông cũng phải đồ này cho mấy ổng. Hôm nay đồ farm á. Vậy. Sometimes I'll catch a whiff of what Angus is baking. That new rancher fella, if he can. Hello, nói chuyện tương tác để còn nó còn mở cái chuyện cho mình nhé. Thấy rồi. Grandma said we should come. They're not ready. Our ways must seem a little. We must wear disguises, we must meet in secret, and we must be to fail in the fears. Mày chỉ như là đúng cái kiểu là người hả, sư phụ dẫn dắt mình nói chuyện rồi nhắc nhở luôn. I had a chat with Ariel about what the fairy folk actually want for offers. Mấy ông chị không có, chỉ là bao là nhắc mình tự. Chỉ như cẩn thận với người này, cẩn thận với người kia, cẩn thận với cái đám mà những nửa người, nửa sói, nửa tiên đấy. Nếu mà mọi người có con là tập trước thì là con khám phá được cái kia rồi. Chỗ đó cũng có thể giao dịch đồ phép thuật. Đùa cái này vì sao đó, xanh vàng đúng rồi, hè phải mặc cho nó mát mát nhỉ. Nắm nữa hả? Xanh luôn. Nước táo.
để bán. Am I ready for bed? Bên này nó lâu dữ người ta. Tôi nhớ một con game khác á, mùa hè nó nhất là phải nhanh như thế, đéo nào lâu quải đái luôn. Chắc phải mở cốt truyện rồi. Cái gì sao?
mỏng chán luôn. Giva seemed so f- Alice lived in my- Wow! Nghỉ hết rồi trời. Đùa. Nó nghỉ thiệt. Chịu khó đi ha, blackberry với blueberry với mọi người. Tại vì nó có mùa, nó có thêm mùa, mùa hè nó mới khó nữa. Thằng kia mới nhủ nó cần cái gì.
kiếm thêm mấy trăm ngàn nữa là đủ hai mua con bò rồi. Anh đi nhìn trong chán đời vậy. Oh, sun's out, buns! Whoa there, Kai! Oh, hey, I totally meant hemp. It's bánh ha. Đẹp. Kiểu như là chả giò Việt Nam á. Đồ. Đó là rô. Tên nó dài quá lười. Yeah.
Xong rồi cho quá trời đang cho. So? I was- and then- No, I am not- I was just going to ask- Oh. Here's your animal. Now, what would you like to call her? Rosie. Mm-hmm. That's exactly what I was thinking. Xong rồi nha, hai con bò. You said a while back. Yes, the human. That's. Oh, but I. Yeah. I'll be honest. Our crew appears. Though we survive on. Này cái chân đi rất tuyệt kỳ á. Cái chân bị ngựa hả?
You mentioned you sure do. My I didn't know golf. Oh my. Congrats. On what? You're not the newest person on... Oh, I hope that Mr. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Is it time for bed? Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi nha. Nghỉ thôi, mệt quá.